Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây này rất chi là quái luôn. Đây. Có cò này. Lũa này. Lũa thép âm thân nhà mình nha. Từ dưới lên trên luôn. Đây. Cây rất là già nha. Cây này đang thay lọc nha mình. Thay lọc nha. Cây này có mã số là 214, có số đo hoành gốc nhà vườn đo đây nè. Hoành cổ đây là 24. Còn cái cổ trên đây là 30 nha. Cây đang nằm à, cái chậu là 40, chiều cao là tính từ mặt chậu này mà lên tới cái đỉnh này là 87 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,8 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rất chi là quái luôn. Này, ngay chỗ đây có hai cò này. Hai cò nhìn này. Rất là quái luôn. Rất là cơ bắp luôn nha. Cây này rất là già rồi. Cái này nuôi cũng thuần chậu lâu rồi nhưng mình yên tâm đấy. Tại cái chậu này mà gửi đi chi phí đóng gửi nó rất là cao luôn. Mà nó cũng mỏng nữa. Dễ vỡ. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây đang thay lọc mới rồi nha mình. Cây này về mình vô dây mình định hình lại cho nó nữa là ok luôn. Nói chung hàng này là hàng VIP rồi nha mình. Giờ cái hàng này săn cũng rất là hiếm. Giờ mình xem tham khảo luôn. Rễ bên dưới nè. Rễ cũng nhiều rồi nha. Rễ lên mặt đất luôn nè. Giờ mình xem tham khảo luôn. Khúc lũa nè, khúc lũa để chỏi cái cây cho nó dựng đứng nha mình nha. Nó không có gì nha. Rồi mã số 214. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,8 triệu bao ship nha. Cho một cây cẩm thị VIP lũa thép âm thân nha. Cây rất chi là quái luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.